Phú Thọ thêm 17 ca COVID-19, có 3 trường hợp tại cộng đồng. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sáng nay 21 tháng 10, Phú Thọ ghi nhận 17 ca COVID-19 mới, trong đó có 3 ca tại cộng đồng và 14 ca đã được cách ly. Theo Sở Y tế Phú Thọ, sáng nay tỉnh này thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Việt Trì 13 ca, Phú Ninh 3 ca và thị xã Phú Thọ 1 ca. Trong đó có 3 ca tại cộng đồng, Việt Trì 2 ca, thị xã Phú Thọ 1 ca. 14 ca mắc mới đã được cách ly, khoanh vùng quản lý. Từ ngày 14 tháng 10 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 195 ca mắc COVID-19. Các ca mắc mới phân bổ tại Việt Trì 141 ca tại 13 xã, phường, thị xã Phú Thọ 2 ca, huyện Lâm Thao 33 ca tại 8 xã, thị trấn, Phú Ninh 18 ca tại 4 xã, thị trấn và Tam Nông 1 ca. Toàn tỉnh hiện có 1.500 F1, 5.479 F2 và 5.441 F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. Sở Y tế Phú Thọ đánh giá cấp độ dịch toàn tỉnh ở cấp độ 2, số ca mắc mới xấp xỉ 5,57 ca trên 100.000 dân một tuần. 43,56% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Về cấp huyện, thành phố Việt Trì ở cấp độ 2, 89,5% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, Tam Nông và Phú Ninh ở cấp độ 2, các huyện còn lại ở cấp độ 1. Về cấp xã, toàn tỉnh có một xã ở cấp độ 4, Chu Hóa, thành phố Việt Trì, hai xã ở cấp độ 3, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao và xã Phú Ninh, 21 xã ở cấp độ 2 và các xã, phường, thị trấn còn lại ở cấp độ 1. Hiện nay, tỉnh đã tổ chức khoanh vùng, phong tỏa tạm thời 30 khu vực với 3.500 hộ gia đình trên 13.200 người, 71 chốt kiểm soát đang hoạt động, tổ chức lấy máu xét nghiệm sàng lọc test nhanh cho 100% người dân tại khu vực phong tỏa với gần 60.000 mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 và RT-PCR. Tại khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ đã cho tạm dừng hoạt động công ty KSA, một phân xưởng của công ty Yakjin, một bộ phận xét nghiệm của công ty Đông Cúc và một số bộ phận của công ty Namuga, TGP và Gemihut để rà soát truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh và xử lý môi trường theo quy định.